Theo Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, lượng máu dự trữ trên toàn quốc chỉ còn duy trì được khoảng 4 đến 5 ngày. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trong vài ngày tới, người bệnh tại các bệnh viện trên cả nước thiếu máu để điều trị. Đây là nguy cơ rất lớn nếu không có giải pháp bổ sung kịp thời. Theo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, lượng máu dự trù từ các bệnh viện mỗi ngày lên tới 1.500 đơn vị. Trong khi đó, trong 10 ngày Tết, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương chỉ tiếp nhận được 226 đơn vị máu. Tính đến ngày 1 tháng 2, lượng máu dự trữ của viện này chỉ còn 6.700 đơn vị. Các chế phẩm bị thiếu hụt trầm trọng nhất hiện nay là khối hồng cầu và khối tiểu cầu. Dự báo tình trạng này có thể kéo dài nhiều tuần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp máu cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố, khu vực viện đang đảm nhiệm cung cấp máu. Sau Tết thì cái tình trạng thiếu máu xảy ra rất trầm trọng trên toàn quốc. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã thống kê sơ bộ ở 17 cái trung tâm hiến máu lớn nhất trên toàn quốc mà cung cấp trên 85% cái lượng máu, thì thấy rằng là tất cả các trung tâm đều thiếu máu từ miền Bắc và miền Nam. Tình hình thời tiết giá rét, tâm lý e dè hiến máu đầu năm và đặc biệt là tình hình bùng phát bệnh viêm đường hô hấp đã và đang ảnh hưởng lớn đến tâm lý cũng như kế hoạch hiến máu trong tháng 2 của nhiều đơn vị. Đơn cử như trong khối học sinh sinh viên, hàng năm sau Tết có trên 50% lượng máu đến từ đội ngũ này. Tuy nhiên đến nay, nhiều trường đã cho sinh viên nghỉ học do dịch viêm đường hô hấp cấp. Số lượng máu hiện nay có đến 50% từ sự hiến tặng của người nhà bệnh nhân. Nhưng mà những cái chỗ bệnh viện là những chỗ họ sát trùng và là đề cao cái tính vệ sinh nhất, an toàn hơn hết. Thì thực ra là mình đến những cái trung tâm lớn thì những chỗ an toàn thì nó ra không vấn đề gì cả. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã báo cáo Bộ Y tế để được phép huy động vận động nhiều người hiến máu, song song với tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Người bệnh thì đang cần máu hàng giờ hàng ngày, cho nên rất cần người dân cộng đồng chia sẻ vấn đề tham gia hiến máu, và khi mà đi tham gia hiến máu thì chúng ta sẽ thực hiện các biện pháp an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế, và đặc biệt các đơn vị tiếp nhận máu thì sẽ tổ chức cái quy trình tiếp nhận máu làm sao đảm bảo an toàn đối với lại những người tham gia hiến máu. Song song với việc chia sẻ thông tin để người dân hiểu và tuân thủ các yêu cầu chống dịch do virus nCoV thì rất cần sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc kêu gọi và cùng tham gia hiến máu để dịch bệnh được khống chế và giảm bớt nguy cơ đe dọa tính mạng của người bệnh cần truyền máu.